Men kính chào quý vị khán giả. Mong quý vị khán giả vỗ tay theo bài hát này của xóm chúng ta ha. Em rất là cảm ơn bác Hùng Tê Lê là người đã soạn nhạc và bác Rodeo là người viết lời cho ca khúc này. Hai bác đó viết xong nhưng mà vẫn chưa kịp đặt tên cho ca khúc. Dạ, em xin phép được đặt tên ca khúc là bài ca Xóm Nhà Lá. Nhạc Hùng Tê Lê, lời Rodeo. Vỗ tay các bạn ơi. Cùng chia sẻ, đừng bên nhau trên đường xa. Một khúc ca.